Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, Yahya Sari cho biết lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu đổ bộ viễn trinh Lewis B. Piller của Hải quân Mỹ ở Vịnh Aden, báo tin tức thông tin. Trong tuyên bố, ông Sari nêu rõ nhằm đáp trả các vụ tấn công của Mỹ và Anh tại các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, đêm 28 tháng 1 theo giờ địa phương, lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa nhằm vào tàu Lewis B. Piller của Hải quân Mỹ khi tàu này đang di chuyển ở Vịnh Aden. Tuyên bố cho biết tàu Lewis B. Piller có nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng Mỹ tham gia các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Người phát ngôn trên tuyên bố lực lượng Houthi sẽ tiếp tục tấn công các tàu của Israel hoặc các tàu hướng đến Israel cho đến khi Israel chấm dứt phong tỏa giải Gaza. Từ cuối năm 2023, lực lượng Houthi đã tăng cường tấn công vào tàu chở hàng liên quan đến Israel di chuyển qua tuyến đường biển nối châu Á với châu Âu và Mỹ nhằm gây sức ép để Israel dừng chiến dịch quân sự tại Gaza. Động thái này khiến Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Từ cuối năm 2023, lực lượng Houthi tại Yemen tăng cường tấn công vào tàu chở hàng liên quan đến Israel di chuyển qua tuyến đường biển nối châu Á với châu Âu và Mỹ nhằm gây sức ép để Israel dừng chiến dịch quân sự tại Gaza. Lo ngại trước các cuộc tấn công, các tàu chuyển hướng từ kênh đào Suez sang các tuyến đường dài hơn qua mũi Hảo Vọng. Sự gián đoạn này gây trì hoãn hoạt động sản xuất và khiến chi phí tăng vào thời điểm thế giới vẫn chưa thoát khỏi lạm phát. Báo tin tức thông tin, hãng chế tạo xe điện Tesla phải đóng cửa nhà máy gần Berlin, Đức đến ngày 11 tháng 2 tới do giao hàng chậm. Thương hiệu ô tô Volvo của Thụy Điển hiện do Trung Quốc sở hữu đã dừng dây chuyền lắp ráp tại Ghent, Bỉ 3 ngày trong tháng 1 này để chờ nhận các linh kiện chủ chốt. Dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Suzuki Moto tại Hungary đã dừng một tuần do chậm chuyến chở động cơ và nhiều linh kiện phụ tùng khác từ Nhật Bản. Tương tự, công ty Man & Machine chuyên sản xuất bàn phím và phụ kiện tại Maryland, Mỹ cũng đang chờ các chuyến hàng từ Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan, Trung Quốc. Thông thường, công ty nhận linh kiện mỗi tháng một lần, song chuyến hàng mới nhất khởi hành từ châu Á đã bị hoãn 4 tuần. Chuỗi bán lẻ Marks & Spencer Anh lo ngại căng thẳng ở Biển Đỏ có nguy cơ khiến hãng phải lùi thời gian ra mắt bộ sưu tập thời trang mùa xuân và đồ gia dụng vốn dự kiến diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 tới. Theo giám đốc điều hành Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ Steve Lamer, khoảng 20% lượng quần áo và giày dép nhập khẩu vào Mỹ thông qua kênh đào Suez, thậm chí tác động đối với châu Âu còn lớn hơn, với 40% lượng quần áo và 50% lượng giày dép được vận chuyển qua Biển Đỏ. Giám đốc điều hành của công ty quản lý chuỗi cung ứng Flexport, ông Ryan Peterson cho rằng tình trạng hỗn loạn này xảy ra trong ngắn hạn và dẫn đến chi phí gia tăng. Theo ông Peterson, mỗi tàu chuyển hướng chở theo 10.000 container và việc lên kế hoạch chuyển hướng cho mỗi hành trình của những con tàu container này đòi hỏi thực hiện nhiều email và cuộc điện thoại. Trong khi đó, việc di chuyển qua một hành lang thương mại quan trọng khác, kênh đào Panama, bị hạn chế do hạn hán dẫn đến mực nước thấp. Ông Peterson gọi đây là cú sốc kép đối với lĩnh vực vận tải toàn cầu. Hiện các hãng vận tải đang khẩn trương vận chuyển hàng trước khi các nhà máy tại Trung Quốc đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 10 đến 17 tháng 2 tới. Chuyên gia cho rằng mối đe dọa này gia tăng đáng kể khi xung đột tại Gaza kéo dài. Ông Peterson cảnh báo nếu hoạt động vận tải qua Biển Đỏ gián đoạn một năm có nguy cơ đẩy giá hàng hóa tăng lên tới 2%, gây thêm tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu trong khi thế giới vốn đang chật vật với giá hàng hóa, giá thuê nhà và nhiều chi phí khác tăng cao. Điều này cũng có nguy cơ khiến lãi suất cho vay cao hơn, khiến sức khỏe nền kinh tế suy yếu. Tính đến ngày 19 tháng 1, ông Flexport cho biết gần 25% công suất vận tải toàn cầu đang hoặc sẽ chuyển hướng khỏi Biển Đỏ, khiến hành trình dài thêm hàng nghìn km và kéo dài 1 đến 2 tuần. Chi phí vận tải một container kích cỡ chuẩn 40 feet từ châu Á đến Bắc châu Âu tăng từ dưới 1.500 USD vào giữa tháng 12 năm 2023 lên gần 5.500 USD. Theo nền tảng đặt dịch vụ vận chuyển hàng Freightos, chi phí chuyển hàng từ châu Á sang Địa Trung Hải thậm chí còn đắt đỏ hơn, gần 6.800 USD, tăng cao hơn với mức 2.400 USD vào giữa tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn vào giai đoạn đỉnh điểm gián đoạn chuỗi cung ứng cách đây 2 năm, phí vận chuyển một container từ châu Á sang khu vực phía Bắc châu Âu đội lên 15.000 USD và phí vận chuyển từ châu Á sang Địa Trung Hải tăng lên gần 14.200 USD.
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Catherine Roos thuộc Đại học California tại Davis cho rằng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng hiện nay chưa đến mức từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Trong thời gian đại dịch COVID-19 năm 2021 và 2022, nhờ được chính phủ trợ cấp, người tiêu dùng Mỹ mạnh tay chi tiêu vào các mặt hàng nội thất, thiết bị thể thao và nhiều mặt hàng khác. Nhu cầu tăng cao hơn so với nguồn cung của các nhà máy, công suất phục vụ của các bến cảng và kho hàng dẫn đến tình trạng chậm chuyến, thiếu hàng và giá tăng cao. Nhưng sau giai đoạn hỗn loạn về chuỗi cung ứng này, các công ty vận tải đã tăng công suất để có thể ứng phó với những cú sốc trong tương lai. Giới chuyên gia cho rằng thị trường đang ở trong tình trạng dư thừa công suất, do đó có thể thích ứng tốt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng hiện nay. Nhiều công ty như tập đoàn bán lẻ Target Mỹ, BMW Đức, công ty phân bón hóa học Yara Na Uy cho biết họ chưa nhận thấy tác động đáng kể do căng thẳng ở Biển Đỏ. Theo báo tin tức, hãng thông tấn TASS ngày 25 tháng 1 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bodanov đã tiếp một phái đoàn phong trào Houthi tại Yemen đến Moscow thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, cuộc gặp tập trung vào các diễn biến liên quan xung đột ở giải Gaza dẫn tới tình hình leo thang tại Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ việc Mỹ và Anh không kích các vị trí ở Yemen, cho rằng các cuộc không kích này có thể gây bất ổn tình hình ở quy mô khu vực. Ngoài ra, ông Bodanov và phái đoàn Houthi cũng thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng quân sự và chính trị ở Yemen, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các nỗ lực quốc tế để tạo điều kiện cần thiết sớm nhất có thể cho việc triển khai một cuộc đối thoại toàn quốc ở Yemen dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, trong thông báo trên mạng xã hội X, phát ngôn viên của Houthi Mohammed Adel Salem, người dẫn đầu phái đoàn cho biết đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bodanov để thảo luận về xung đột đang tiếp diễn tại Gaza và việc lực lượng Mỹ Anh không kích các mục tiêu Houthi ở Yemen. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở hàng mà lực lượng này cho liên quan Israel trong bối cảnh bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Mỹ và Anh cho biết đây là hành động nhằm bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ. Trong khi đó, theo người phát ngôn của Houthi Adel Salem, lực lượng này gia tăng sức ép với Mỹ để chấm dứt hành động tấn công quân sự tại giải Gaza và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ Palestine này. Song hành với hoạt động ngoại giao, chiến trường cũng sục sôi tiếng súng. Lực lượng Houthi tại Yemen đã leo thang động thái, ăn miếng trả miếng nhằm đáp trả với Liên minh Hải quân do Mỹ Anh đứng đầu. Nhóm vũ trang hôm qua tuyên bố đã bắn trúng một tàu chiến Mỹ và buộc hai tàu thương mại của Mỹ phải rút lui. Lực lượng Houthi cho biết đã đụng độ với một số tàu khu trục và tàu chiến của Mỹ ở vịnh Aden và Bab al-Mandab, trong khi những tàu này đang bảo vệ hai tàu thương mại Mỹ. Cũng theo nhóm vũ trang Yemen, trong cuộc đụng độ kéo dài 2 giờ, một đòn tấn công trực tiếp vào tàu chiến Mỹ đã khiến hai tàu thương mại phải rút lui. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bác bỏ thông tin, đồng thời cho biết các tay súng Houthi đã bắn 3 tên lửa đạn đạo chống hạm từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía tàu container mang cờ Mỹ do Mỹ sở hữu và vận hành đang đi qua vịnh Aden. Một tên lửa đã rơi xuống biển, hai tên lửa khác đã bị tàu USS Gravely tấn công và bắn hạ thành công. Không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại về phía con tàu. Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kirby cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào Houthi đã mang lại kết quả. Các báo cáo ban đầu cho thấy chúng tôi đã đạt kết quả. Tôi muốn nhấn mạnh rằng những hành động này chắc chắn phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật pháp Mỹ. Như Tổng thống đã nói, chúng ta sẽ không ngần ngại thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ quân đội và các cơ sở của mình. Ngày càng có nhiều quốc gia lên án các cuộc tấn công bừa bãi và bất hợp pháp của Houthi vào thương mại quốc tế, đồng thời ủng hộ các hành động mà Mỹ và các đối tác đang thực hiện. Khoảng 15% thương mại hàng hải của thế giới đi qua khu vực nằm trong tầm ngắm của tên lửa Houthi. Hầu hết các công ty vận tải thương mại đã đổi hướng đi các tàu vòng qua châu Phi dù chi phí bảo hiểm tăng vọt. Không chỉ các tàu liên kết với Israel, sau khi lực lượng Anh và Mỹ ném bom Yemen hồi đầu tháng này, lực lượng Houthi cũng chặn cả các tàu thương mại của Mỹ và Anh. Hôm qua, Houthi đã yêu cầu các nhân viên người Mỹ và Anh làm việc cho các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo tại nước này rời đi trong vòng một tháng, đồng thời khuyến cáo các tổ chức nước ngoài không thuê người Mỹ và Anh làm việc cho các tổ chức ở Yemen. Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết đã nắm được thông tin nhưng không thể thay mặt Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức nhân đạo ở Yemen lên tiếng về những gì họ có thể đã nhận được từ chính quyền không được công nhận ở Yemen. Trong khi đó, Đại sứ quán Anh cho biết đang liên hệ chặt chẽ với Liên Hợp Quốc
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres hôm qua kêu gọi tất cả các bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng nhằm thiết lập hòa bình và ổn định ở Biển Đỏ, cũng như khu vực. Tôi kêu gọi tất cả các bên hãy tránh đẩy tình hình đi tới bờ vực và xem xét tổn thất nhân mạng khủng khiếp của một cuộc xung đột khu vực. Ngoài nhu cầu giảm leo thang ngay lập tức, mỗi tình huống đều đòi hỏi phải thực hiện một lộ trình chính trị rõ ràng để góp phần vào ổn định lâu dài trong khu vực. Trong khi đó, Saudi Arabia đang nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn với Houthi để chấm dứt cuộc chiến ở Yemen, vốn đã kéo dài suốt thập kỷ qua. Tuy nhiên, những căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ có thể làm trầm trọng hơn nữa những vấn đề ở Yemen và khiến nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng dường như là khó tránh khỏi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.